Đền và lăng Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao có tên là đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây dựng ở phía trên, cách lăng khoảng 100 mét. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa hai sườn đồi. Một nguồn nước gọi là Vũng Hùm chảy ra sông Tích. Bên cạnh đó là đồi Hồ Gầm. Tương truyền xưa là nơi thủa Ngô Quyền thường cùng bạn chăn trâu cắt cỏ, luyện tập võ nghệ. Đây có lẽ là vị trí đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa. Đền thờ Ngô Quyền được xây dựng từ lâu đời và đã qua nhiều lần trùng tu. Lần tu sửa gần nhất là vào đời vua Tự Đức 1848 đến 1883. Đền có quy mô khá khiêm tốn, gồm nghi môn, tả mạc, hữu mạc và đại bái, hậu cung. Đền được xây dựng bằng gạch, lập ngói mũi hài, có tường bao quanh. Đại bái đền thờ là một nếp nhà năm gian, bộ khung bằng gỗ được thể hiện chủ yếu thiên về sự bền chắc, tôn nghiêm. Gian giữa có treo bức hoành phi đề bốn chữ Hán: Tiền Vương Bất Vong, Vua Ngô Quyền Sống Mãi. Hiện nay, đại bái còn có khu vực trưng bày về trận chiến trên sông Bạch Đằng và thân thế sự nghiệp của Ngô Quyền. Hậu cung là một ngôi nhà dọc ba gian, bộ khung nhà bằng gỗ được trang trí hình rồng, hoa lá. Gian giữa có mặt đặt tượng thờ Ngô Quyền. Lăng mộ vua Ngô Quyền được xây dựng năm Tự Đức thứ 27, 1874 và trùng tu năm Minh Mệnh thứ 2, 1821. Lăng được xây theo kiểu nhà bia có mái tre, cao khoảng 1,5 mét. Giữa lăng là ngài, trong có bia đá ghi bốn chữ Hán: Tiền Ngô Vương Lăng, lăng mộ vua Ngô Quyền. Đặc biệt, trong quần thể đền và lăng Ngô Quyền, 18 cây duy cổ tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc vó hay ngựa đã được công nhận là cây di sản cấp quốc gia. Hàng năm, cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch, chính quyền và nhân dân địa phương lại tổ chức lễ dỗ vua Ngô Quyền, thu hút đông đảo nhân dân về đây để tưởng nhớ công ơn của ông, vị vua đã mở nước xưng vương, kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở đầu một thời đại mới độc lập, tự chủ cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Đền và lăng Ngô Quyền có từ lâu đời, trải qua nhiều biến cố lịch sử. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian có vai trò vị trí quan trọng trong đời sống và sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân cư xưa và nay, đền và lăng Ngô Quyền đã được nhà nước và nhân dân ghi nhận, bảo tồn là địa chỉ văn hóa truyền thống không thể thiếu cùng với sự phát triển của xã hội. Đây là một trong những di sản văn hóa có giá trị nhiều mặt cần được nghiên cứu, bảo tồn. Năm 2013 đến 2015, đền và lăng Ngô Quyền đã được nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ các hạng mục chính như nghi môn, tả mạc, hữu mạc, đại bái và hậu cung. Tuy nhiên, đền Ngô Quyền là một trong những điểm tham quan tín ngưỡng không thể thiếu của nhân dân và du khách khi đến với làng cổ ở Đường Lâm nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung. Khuôn viên đền còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tổng thể của đền vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, còn nhiều hạn chế, thiếu khu vực để xe, khu dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hành hương du lịch. Việc thực hiện mở rộng khuôn viên, bổ sung các hạng mục phụ trợ cho di tích đền và lăng Ngô Quyền để đảm bảo sự bền vững cũng như phát triển giá trị di tích là việc làm cần thiết, không chỉ thể hiện sự trân trọng của chúng ta với quá khứ, với di sản của cha ông, mà còn tôn vinh các giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật của vùng di sản văn hóa xứ Đoài. Đền và lăng Ngô Quyền đã được Ủy ban Nhân dân thành phố xếp hạng tại quyết định số 29 QĐ-BT ngày 13 tháng 1 năm 1964.